Rồi, ok, chào mọi người. Hôm nay là lần tiếp người một lô cần câu nha mọi người. Thì lô cần câu này đa phần sẽ là những cây cần câu ngâm. Có những cây 2m7 nè, 3 đọt. 2m4 3 đọt. Những cây câu ngâm bạo lực nè, cứng khoảng 50 80 nè, mấy cây này khoảng 500 ngàn cây thôi. Mấy cây này bên đây sẽ là cần he chi nha mọi người. Chi cho anh em câu tôm, câu cá hanh, cá cháp, chiên đến cảm giác. Rồi, để mình lên cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip sắp lên á thì anh em cứ gửi về cho shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Thì gửi mọi người cây số 1. Thì cây số 1 lên cho mọi người là một cây cần 2m4, 2m4 3 đọt nhé. Đây, một cây 2m4 3 đọt. Đó. Thích hợp cho anh em câu nhiều địa hình, nhiều thể loại khác nhau nhé. Và cây này dài 2m4 3 đọt. Chất liệu là liệu carbon mọi người. Đó. Thì đọt 1 ly 7 á, độ cứng sẽ là 30 50, đọt 2 ly 1 độ cứng sẽ là 60 80 và đọt 2 ly 4 á, độ cứng sẽ là 100 120 nhé. Phen của cần sẽ là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji loại xám nè. Đó. Bát. Bát sẽ là bát Fuji rồi. Đó, foil là foil carbon sẵn nha mọi người. Phen rất ok nha mọi người. Nó hơi bị ố vàng một tí nè, nhưng mà không sao. Đó, mọi thứ ok hết, anh em về câu thả ga nhé. Đây 2m4 nhé, một cây cần lấy từ thị trường Nhật về, đọt sẽ là đọt tháp. Bu phen là nguyên zin hết nha mọi người. Đây đó. Đó. Sẵn gần guốc rất là đẹp, coi cần rất là đẹp luôn. Cây này anh em về mà chỗ nào câu ngâm mà chỗ nào nước chảy xiết á, anh em lấy đọt cứng anh em câu, và chỗ nào nước chảy yếu á, thì anh em lấy đọt mềm anh em câu. Đó, một cây cần mà nhiều anh em nhiều câu, nhiều thể loại, nhiều địa hình khác nhau, cần rất là đẹp. Thì cây này nặng là 340 g, giá công khai cây số 1 giá là 1 triệu luôn rồi, 1 triệu cộng ship cây số 1. Tiếp theo cây số 2, thì cây số 2 vẫn là một cây cần 3 đọt nhé. Một cây cần 3 đọt và cây này dài 2m7 mọi người, dài 2m7 3 đọt. Đó. Thì phôi cần thì vẫn là phôi carbon sẵn đây, carbon sẵn gần guốc nè. Bát vẫn là bát Fuji nhé. Thì cây này nặng là 350 g, đọt 1 ly 7 độ cứng là 30 50, đọt 2 ly 1 độ cứng sẽ là 60 80 và đọt 2 ly 4 độ cứng sẽ là 100 120 nhé. Phen là phen Fuji. Đó. Phôi sắn carbon, đọt là đọt tháp. Keo chỉ là ok. Đó, keo chỉ phen ok nhé. Cái này keo chỉ phen đẹp nè. Chung là cái này 2m7 chuyên về cho anh em câu lăn xê, câu ngâm, câu chép. Phen rất là đẹp. Chỉ của nó đây, keo đây. Đây, phen ok hết nha, bu nguyên zin. Thì đây, phôi sẵn rất là đẹp. Rất chi là đẹp phôi nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 2, giá là 1 triệu luôn nha mọi người, 1 triệu cộng ship cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 vẫn là một cây cần 2m7 dài 3 đọt nhé, 2m7 dài 3 đọt. Và cây này vẫn 3 đọt, 3 đọt cứng khác nhau. Để sắp theo độ cứng. Đây. Cây này thì nó có tê sát rồi nên giá sẽ mềm hơn một tí. Đây mọi người. Cây này đọt nó sẽ là 1 ly 6, độ cứng sẽ là 30 50. Đọt 1 ly 9 độ cứng sẽ là 50 80 và đọt 2 ly 2 độ cứng sẽ là 80 100 nhé. 80 120 nha mọi người. Phôi vẫn là phôi carbon nè. Đó. Những cây này là carbon sóng quăng. Phen cũng là phen Fuji. Bát cũng là bát Fuji. Đó. Đây. Sóng quăng cũng rất là đẹp nha mọi người. Cây 2m7 dài 2m7 3 đọt. Đó. Phen mọi người.
chân phen nó bị hổ ú hoàng một tí nè. Thì anh em về câu yên tâm nhé, mọi thứ ok hết. Đọt nó thì so le thế này, đọt nguyên zin nha mọi người. Đó, có định vị luôn nè. Đó, đây phen nó đây. Đó thì cây này bán với giá xem miệt thanh lý cho mọi người luôn. Đó, tình gần tết rồi, cho nó đi luôn. Ok nha mọi người, phen keo ok hết. Rồi, giá công khai cây số 3. Giá sẽ là 800k người, 800k một cây 2m7 3 đọt. À, giá rất là ok nha. Thì cây số 3 thì nặng là 335g nha, nặng 335g, giá là 800k cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho người vẫn là một cây cần 2 đọt. Đó, cây này 2 đọt mọi người, 2m7 2 đọt. Và cây này nó có độ cứng là 30-50 và 50-80. Thì cây này nó sẽ nặng là 388g, nặng 388g. Đọt nó sẽ là 1:9 và 2:1. Đọt 1:9 sẽ là 30-50, đọt 2:1 đây sẽ là 50-80. Phôi vẫn là phôi carbon sẵn nha mọi người. Đó, sẵn quăng. Cần thì có xây sát. Bát vẫn là bát Fuji. Phôi carbon sẵn nha, rất ok nha mọi người. Phen vẫn là phen Fuji rồi. Cây này là cây cần của Alpha Taco, hàng của Korea nha mọi người. Đó, 2m7 Alpha Taco hàng Korea. Cây này về cho anh em câu ngâm, câu tra, câu chép đăng xê nhé. Đây, phen là phen Fuji, đọt là đọt tháp luôn nhé. Phôi sẵn nha mọi người. Đây, cặn có xây sát nè. Đó, chung thì mấy cây xây sát này thì anh em nào không quan trọng ngoại hình thì cứ lấy về cầu rất là vô tư nhé. Hai đọt thì tùy theo anh em lựa chọn địa hình mà anh em câu. Đọt sẵn rất là đẹp nhé. Rồi, giá công khai cây số 5, giá sẽ là 700k nha mọi người, 700k cây số 5, giá cực kỳ ok nhé. Giá công khai cây số 4 nha mọi người, nó lộn. Giá công khai cây số 4 sẽ là 700k nhé. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người một cây cần của nội địa nha mọi người, một cây sinh hoa nội địa. Đó, mọi người, một cây sinh hoa nội địa Nhật nhá. Only Pushing. Gốc cần dưới đây sẽ là gốc cán gỗ nha mọi người. Đó, trọng cần. Thôi là carbon sẵn nè. Đó, thì cây này vẫn là một cây cần câu ngâm nhé. Bát vẫn là bát Fuji, bát tam hoàng Japan. Phen cũng là phen Fuji nhé. Đó, đây cái phen này thì địa chỉ lên nè. Đó, cái này cũng địa chỉ luôn, đây địa chỉ lại và đây địa chỉ lại, trên đây là nguyên zin nha mọi người. Đó, buồn ở đây có định vị luôn cho mọi người nhé. Đó, thì cái này anh em không quan trọng ngoại hình thì lấy quay câu rất là ok nhá. Coi nơi đề rất là bền. Đó, đây có xe sát nha mọi người. Thì cái này dài sẽ là 2m5 nha mọi người, dài 2m5, nặng 410g. Đọt nó sẽ là 2:2, độ cứng sẽ là 80-100. Đó, cái này thích hợp về cho anh em câu ngâm nhé. Đây định vị gõ quen. Đó, hàng nơi đề nha mọi người. Cái này cầu rất là bền. Đó, rồi giá công khai cây số 5, giá 600k nha người, 600k cộng ship cây số 5. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 lên cho người vẫn một thêm một cây nội địa nữa. Cây này một cây của hãng Sakura. Đó, cây một cây Sakura. Cây này dài 2m5 nha người, dài 2m5. Và cây này nặng sẽ là 275g. À, nặng 275g. Phôi là phôi carbon. Bát của nó là bát Fuji. Phen là phen Fuji nhé. Đây, mọi thứ keo chỉ ok nha mọi người. Đó, cần này có dấu hiệu của thời gian nè. Đó, nó bị ố vàng một tí nhưng mà không sao, còn rất là chắc nha. Đó, cái này đọt nó là đọt tháp nha người, đọt tháp sẽ tinh. Đó,
bu của nó là bột xít nhá. Cái này anh em về con ngâm là thả ra đây đó, rất là ok nhá. Cái này nặng là 275 g, đọt 2 ly 2, độ cứng sẽ là 80-100. Rồi giá công khai cây số 6, giá là 500 người, 500k cộng xếp cây số 6 đó. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 lên cho mọi người vẫn là một cây cần nội địa nữa đó. Cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần của hãng Sakura, hàng nội địa Nhật đó. Và cái này sẽ dài 2m55 cho người, dài 2m55. Bát của nó là bát Fuji, phen vẫn là phen Fuji đó. Phôi là phôi carbon nè. Sơn là sơn giả trúc nhưng mà cần cỏ xây sát nè. Chung thì mấy cây này xây sát rồi nên giá nó cũng tương đối mềm. Phen nó đây, phen ủ vàng một tí mọi người, không ảnh hưởng gì nha mọi người đó. Mình đã kiểm tra rồi, nó còn rất là chắc. Bu đây, bu là bu xít nhá, bu xít màu chè. Đọt là đọt thấp. Thì cái số 7 nặng sẽ là 320 g, dài 2m55, đọt 2 ly 3. Rồi độ cứng sẽ là 80-100 nha người, độ cứng 80-100 đó. Cái này về cho anh em câu ngâm con lăng xê thỏa thả ga luôn. Rồi giá công khai cây số 7, giá là 500 nhé, 500k cộng kiếp số 7. Tiếp theo cây số 9, thì cây số 9 lên cho mọi người là một cây cần dạng cắm gốc lỡ đó, một cây cắm gốc lỡ. Và cây này đặc biệt là một cây cần được sản xuất tại Nhật. Phen của nó là phen Fuji Seed nha mọi người đó, phen Fuji Seed. Cây này về cho anh em nào chiên về câu lăng xê, câu cá chép đó. Phen là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji Seed nhá, sứ bóng. Bát là bát Fuji đó, tem vàng. Đây một cây cần của hãng Alpha Taco nè mọi người, Alpha Taco hàng Mercedes-Benz nè đó. Để mình quay kỹ để cho mọi người xem. Đây. Cây này đọt nó là, thì cái này nó nặng là 345 g, đọt 2 ly 1 mọi người đó, đọt 2 ml, nặng 345 g. Phôi cái này là phôi dịu nha mọi người. Cái này chiên về cho nên là câu chép, câu cảm giác là ok nhất. Đây mọi người đó, hàng Mercedes-Benz nhá, hàng Alpha Taco 2m7. Phen phôi thì chuẩn rồi đó, cây này ngoại hình đánh giá cảm quan cá nhân ra tầm khoảng 93% nhá, rất là mới đó. Thì cây số 8 giá sẽ là 700 người, 700k cộng ship cây số 8, một cây cần phen ship giá 700k, quá giờ ok luôn đó. Phôi dạng phôi diệu nhá, nó trước nha mọi người đó. Đây dịu mà dạng tương đối nãy nha đó. Đẩy qua tanh nè đó. Đó, thấy không? Đẩy qua tương đối tanh nhé. Rồi giá công khai cây số 8 giá 700 nha người, 700k cộng ship. Tiếp theo cây số 9, cây số 9 sẽ là một cây cần full hợp luôn đó, full hợp. Và nó sẽ có bao cần. Cây số 9 sẽ là một cây cần của hãng Nagato đó, Nagato là đi Nhật mọi người đó, Nagato. Và cái này dài 3m, cứng sẽ là 50 nhé, dài 3m, cứng 50. Và cái này nặng là 250 g, đọt nó sẽ là 2 ly. Đó, hàng nó đi Nhật. Phôi sẽ là phôi carbon đó. Phen của cần sẽ là phen Fuji Seed nha mọi người, phen của cần sẽ là phen Fuji Seed. Đây, phen Seed nhé. Cái này thích hợp về cho anh em nào cũng câu mà dạng anh em câu cá chép á. Đó, câu cá chép, câu ngâm, lăng xê. Vì cái này đầu cứng nó sẽ có 50 thôi nha mọi người. Đó, hàng nội địa cứng 50 thôi. Đó. Đây, phen Fuji Seed nha, rất là đẹp phen. Đây, phen rất là chất lượng nha. Đó. Phôi carbon nha mọi người. Fuji Seed chân đen. Đó. Bù đây. Hàng nguyên zin hết luôn, cần rất là đẹp. Đánh giá cảm quan cá nhân thì nó ra tầm khoảng 93-95% nhé. Rất chi là đẹp cái cần. Đây, carbon Nagato nè, 50S. Cái S là cái body cần nó nhỏ nha mọi người, nhỏ gọn nhé.
độ cứng khoảng 30-50, về cho anh em câu cá chép, câu cảm giác là hết phê pha rồi đó. Rồi giá công khai cái số 9, giá sẽ là 750k người, 750k cộng ship cái số 9. Tiếp theo cái số 10, cái số 10 lên mọi người một cây cần của Shimano đó. Sẽ cái này bỏ đi đó. Cái số 10 lên cho người một cây Shimano carbon sáng ít nè đó. Bát sẽ là bát Fuji. Đây, cái này là một cây cần Shimano carbon sáng ít dài 2m1, phen sẽ là phen Fuji đỏ xám. Thì đây một cây cần Hechi chuyên về cho anh em nào câu cảm giác, câu tôm, câu cá hanh, cá cháp, bóng đục đó. Đại loại những con cá mà vừa vừa nhỏ nhỏ đó. Chuyên cho anh em câu cảm giác nha. Đây phen là bu nó bù xít, phen là phen Fuji nha mọi người, đỏ xám, phôi carbon sáng ít rất là đẹp. Đọt mấy cây Hechi này đa phần sẽ là đọt thấp hết nha mọi người đó. Được cái là phôi ở dưới đây là phôi carbon sáng ít rất là đẹp, hàng Shimano. Và cái này nặng sẽ là 115g, đọt hay đọt của nó sẽ là đọt nhiêu ta, 2 ly 1 ly 1 nha mọi người, 1 ly 1 nha, đọt 1 ly 1, dài 2m1, độ cứng nó sẽ là 8 đến 10 nha mọi người, độ cứng sẽ là 8 đến 10, tương đối đành nhé, mềm và tương đối đành, độ cứng nó sẽ trải dài vô trong nhé, rõ ràng. Rồi giá công khai cái số 10, giá sẽ là 800k nha mọi người, 800k cái số 10. Tiếp theo cây 11, cây 11 lên cho mọi người vẫn là một cây cần Hechi nữa nhé, một cây Hechi này của Shimano tiếp. Đây dòng Shimano Hechi này thì rất là nhiều anh em ưa chuộng đây, nó vì nó đẹp và cái phôi tạo cảm giác kéo cá của anh em rất là phê. Phôi nó là phôi carbon sáng ít nhá, Hebo X. Và cây Hechi này sẽ dài 2m4 nha mọi người, dài 2m4, nặng là 380g, nặng là 338g nha mọi người, 138g nhé, nặng là 138g, đọt sẽ là 0.8 mọi người, đọt là đọt thấp 0.8, độ cứng cái này là ra tầm khoảng 5-10 thôi nha mọi người, độ cứng 5-10 thôi. Chuyên về cho anh em câu cá hanh, cá cháp, cá đỏng, cá bóng đục. Đây rồi carbon sáng ít nha, rất là xịn sò. Đọt nó đây, đọt nó tương đối nhảy cá và đanh nha mọi người. Ok, càng ok hết. Đọt nó đây mọi người, tương đối đanh và nhảy cá nha, rất là đanh. Rồi giá công khai cây 11, giá sẽ là 1 triệu mọi người, 1 triệu cộng ship cây 11. Tiếp theo cây 12, cây 12 lên cho mọi người vẫn là một cây cần của Shimano đó. Thì đây một cây Shimano Hechi carbon sáng ít của Shimano luôn. Đây anh em nhìn rất là đẹp, phen của nó là phen Fuji luôn nha mọi người, phen Fuji, bát Fuji. Đây phen Fuji, bát Fuji, voi sẵn gần guốc rồi. Nhập ok ha. Đọt nó sẽ là đọt tháp nha, đọt tháp Hechi, đọt tháp. Độ cứng cái này vẫn là độ cứng khoảng 8 đến 10 thôi nha mọi người đó. Thì cái này nặng là 157g, 157g, đọt 0.8, dài 2m7, độ cứng 50. Chuyên về cho anh em câu cảm giác nhé. Đây, sẵn rất là đẹp. Rồi giá công khai cây 12, giá cũng là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cộng ship cái 12, đọt tương đối đanh nhé. Đây đó, thấy không, nhảy cực kỳ nhảy cá mấy cái này. Rồi giá công khai 12, giá 1 triệu. Tiếp theo cây 13, cây 13 lên cho mọi người một cây cần của hãng Olympic. Rồi cây này còn túi nhé, và cái này lấy tại cửa hàng trưng bày. Cán Hechi sẽ là cán mái chèo, đọt sẽ là đọt cứng
hai đọt, một đọt cứng 5 ml, một đọt cứng 10 15. Đọt cứng 5 ml sẽ là 1 ly, đọt cứng 10 15 sẽ là 1 ly 3 nhé. Quấn chỉ rất là đẹp, bát pussy, foil là foil carbon sẵn, sẵn chim, phen là phen pussy loại xám. Cần dài 1m8 những người, cần dài 1m8, hàng Olympic, nội địa Nhật, foil carbon. Đọt tháp, phen đời 3 là phen dạo quang, cần rất là đẹp. Cái này đánh giá theo cảm quan cá nhân ra tập hạng 95% nhé, rất chi là đẹp. Hàng trưng bày. Về cho anh em câu tôm, câu hanh, câu chép, câu cháp, câu cá lăng, câu cá trắng, xịn sò cái cần. Keo chỉ ok hết nha, nguyên xin. Thì cái này nặng là 110 g. Rồi giá công khai cây số 13, giá 800 người, 800k cộng ship cái 13 và 1m8. Tiếp theo cây 14, cây cuối cùng. Cái này vẫn là một cây cần Olympic và còn tối nhá. Thì cái 14 sẽ là một cây cần Hechi dài 2m1. Đó, đây Hechi dài 2m1. Đọt 1 ly, độ cứng sẽ là 5 ml, và đọt 1 ly 3, độ cứng sẽ là 10 15 nhé. Phen phôi nó vẫn vậy, carbon sẵn nha mọi người. Đó, hàng trưng bày. Cán máy chèo. Đây, rất là ok và xịn sò. Cán máy chèo carbon sẵn. Đây. Hai mét một, phôi cũng là phôi hàng Olympic, phôi carbon phen Fuji, đề ba và quang. Cái này nặng sẽ là 125 g người, nặng 125 g, dài 21. Rồi giá công khai cây số 14, cây cuối cùng, giá vẫn là vậy nha mọi người, 800k, 800k cộng ship. Rồi đó, tổng cộng là 14 cái căn lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào có thể chốt, để lại shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Hoặc mọi người có thể liên hệ với shop điện thoại, shop để góc này màn hình nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người.